Sĩ Thu Hằng, tôi muốn mời Thu Hằng nắng lại sân khấu để sẽ chia sẻ một chút về cảm xúc của mình trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt như ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng gặp gỡ với ca sĩ Thu Hằng, giải nhất dòng nhạc dân gian Samai 2015. Một lần nữa chúng ta cùng chào đón ca sĩ Thu Hằng đến với chương trình này.
Vâng, Thu Hằng thân mến, ca khúc Ninh Bình Ngày Về là một ca khúc mới của nhạc sĩ Tuấn Phương, và nhạc sĩ Tuấn Phương đã rất là tin tưởng để gửi gắm ca khúc này cho Thu Hằng để ngày hôm nay có thể gửi đến quý vị khán giả ở đây. Vậy thì Thu Hằng có cảm xúc, suy nghĩ như thế nào khi mình được là ca sĩ mà người nhạc sĩ đã tin tưởng gửi gắm ca khúc mới? Em cảm ơn chị. Lời đầu tiên Thu Hằng xin gửi tới tất cả các quý vị một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì Thu Hằng cảm thấy thực sự rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là xúc động khi được hát ca khúc này, bởi vì Ninh Bình Ngày Về toát lên vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam và toát lên vẻ đẹp của Ninh Bình. Và Thu Hằng cảm thấy thực sự rất là vinh dự, rất là tự hào khi được hát ca khúc này, vì Thu Hằng đã truyền tải được tới mọi người vẻ đẹp của Việt Nam, vẻ đẹp của Ninh Bình qua từng câu hát, qua từng giai điệu. Và cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Phương đã sáng tác một ca khúc rất là tuyệt vời về Ninh Bình. Thu Hằng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Thu Hằng.